đau hết cả chân. Võng xuống này. Cái dây này. Đi nó sẽ dễ chịu xuống cho chân võng hết cả chân. Nhìn này không? Đẹp chân này, ngon chưa? Khác hẳn chưa? Để sau là nó rất là nó mới xỉnh sang ra nhá. Xinh gái, được gái. Chân nó quá vẫn đấy, hai chân khác hẳn nhau. Bây giờ nhé, làm cái chân này, cái chân này khác luôn. Đây, đang hai chân khác nhau đây này. Thoải mái, con để thoải mái thành lòng nhá. Phút đồng hồ là bằng nhau luôn. Con tên là gì? Con tên là gì? Ba hỏi con. Con tên là gì? Hả? Con tên là Quỳnh Như à? Cái con sâu nó lại ăn hết cả răng của mình kìa. Hả? Con ăn kẹo. Nhiều kẹo không? Có. Con ăn nhiều kẹo không? Con có. Có phải sở thích đam mê của gấu là kẹo? Con ăn nhiều kẹo nên là sâu ăn băng con. Có là da ít này, da răng gái là nó lại sơn luôn, hết cả răng mà ăn cơm. Sướng sướng. Cái bạn này bạn rất là thích các bạn hợp tác, bạn thích không kêu la một tí nào, nó không sợ ấy, thoải mái phẳng cái bàn chân ra rồi chưa được một chân luôn, tí nữa cần chân xe phẳng bàn chân ra rồi. Cái này bên dưới cái chân gấu quặp vào trong này đỡ thẳng. Có quay rồi, yên tâm, tí nữa cô cho xem. Nói chung là cứ được 10 buổi là tốt. Tốt nhất. Thế còn bố đúng không thì đã khác rồi. 10 buổi là đi liên tục ạ? À? Ừ. Ngày nào cũng đi ạ? À? Vừa phải sắp xếp ra đây được, tốt nhất. Tuần. Lại. Đấy, cô lui này, cô để thẳng ra, để cô làm sao để thẳng ra, làm hai chân. Sướng, đang sướng. Thích. Thích. Đang phê, đang phê. Cô có thích không? Cô có thích không? Có. Nó to này à? Ơi. Ơ cô cháu bảo chú. Chưa còn chân nào, chân xinh chưa? Thế bảo thẳng như chị á? Hay nhỉ, quá hay luôn. Đây.
cười. Chuyện cười. Mẹ Hương chả làm thế nào đấy. Mẹ Hương chả massage cho gì cả. Đừng massage cái thích. Chị Thơm. Hello chị. Vén váy lên, nãy cô vén cái váy lên cho mọi người nhìn. Nào, đi ra đây và xem nhá. Đi thẳng đây. Đúng rồi. Ra đằng kia. Bước thoải mái, tự nhiên. Đỡ cúp vào hơn rồi đây. Nào, bây giờ các bạn chân thẳng. Đúng rồi, chân đá. Bắt toàn hơi cúc một ít, nào. Cứ để này hay tắt đi quay lại cô. Mới hôm đầu tiên mà được như này rồi. Mười hôm nữa thì ok. Vén máy lên, vén máy lên. Thời trang. Đi thẳng đi về phía trước. Đi nào, đi tay đánh thoải mái nào. Hai tay đánh thoải mái. Tiếp đi ra đằng kia. Quay đây. Có quay lúc bạn ấy chưa làm không? Không quay đúng không? Quay cái chân đó, lúc mà chân nó cong cong queo queo. Nào, con lại nằm bên đây nhá. Như người mẫu. Đi tiếp nào. Hai cái đầu gối đỡ bị kẹp vào nhau rồi. Rồi quay đây. Kéo. Đúng rồi. Tốt hơn rồi.
tốt hơn nữa. Rồi. Thế bây giờ nắm đây là cho cái mũi lên tí nhá. Phương ơi, đây. Nay được bà thưởng thức cho. Để chân thoải mái này. Không để cho con ngồi kiểu với chân hút vào kiểu như chân mờ đó nha. Ngồi ấy. Không được xòe. Xinh nha. Đúng rồi. Đấy. Thế nào? Đã chưa? Mọi người ngày mũi đúng nâng rồi. Lên rồi em. Đúng rồi. Rất xinh. Xinh. Cười. Cười nào? Đúng rồi. Bên này nó bị xuống này. Cho lên tí này. Lên tí này. Cái miệng con. Nó to. Đúng rồi. Tốt. Cười. Đấy, miệng thấy cân đấy chưa? Cái này nó nâng lên đỡ bị chảy đâu. Đúng rồi. Nó đổ hàm xuống là chỗ má nó bị chảy, thấy chưa? Xinh quá, môi hồng luôn rồi. Nghe lên cái mũi tí nha. Xinh quá. Cái miệng nào, xinh nào. Đúng rồi. Lên. 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 Hít thở xem nào, có sướng không? Nhìn cái mắt nó êm ả rồi chưa? Đấy, há nào. Nên, nên, nên. Đúng rồi. Rất tốt, rất tốt. Đây là trẻ con này là, sáng nay là mũi nó thông, thích lắm. Rồi, xong. Xong chào, chào. Mình đã xong con Sơn Dương này. Cái găng tay nó hơi ấy cho nên bạn ấy hơi ấy thôi. Đã chuyển xinh chưa? Nhìn được xinh không? Xinh ai em nhỉ? Xinh ai không? Cô chỉ gật đầu rồi, gật đầu rồi, gật đầu rồi, cảm ơn bà đi. Cảm ơn con. Thiếu bao nhiêu? Thiếu đúng không?